Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm bắp rang bơ lắc bột trà xanh đó các bạn. Mình chia sẻ cách làm như thế nào ra cho các bạn làm lên một món bắp rất là ngon và đơn giản, nhanh gọn, trong khoảng 10 phút là mình được cái món bắp như thế này. Ở đây thì mình chuẩn bị là 100g bắp như thế này, bắp Mỹ nè các bạn. Mình mua cái hiệu này các bạn, đổ ra rất là ngon luôn. Và mình chuẩn bị là 50g đường cát để mình làm lên món bắp nha các bạn. Bình thường thì các bạn sử dụng bằng bơ này, còn các bạn phải sử dụng dầu ăn cũng được nha các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình sử dụng cái phần bơ này nè các bạn. Ở trong bơ này thì nó có dầu ăn luôn, rất là thơm. Chiên về bắp đó các bạn làm loại bơ này nè, mình khuyên các bạn mua loại bắp này ăn rất là ngon luôn. Đó, các bạn sử dụng bơ này cũng được với dầu ăn. Và ở đây mình chuẩn bị một muỗng bột trà xanh để mình làm nên món bắp lắc trà xanh nha các bạn. Đó, 100g bắp, 50g đường, một muỗng trà xanh và một muỗng bơ. Mình làm nên một món bắp chỉ cần 4 thành phần thôi là mình làm nên được một món bắp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho các bạn cùng xem nha. Khi các bạn làm món bắp á, thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi cho cái đáy nó hơi dày á, khi các bạn làm nó không có bị khét. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái nồi như thế này để mình làm món bắp nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho một muỗng bơ này nè các bạn. Đó, rất là thơm và nó ngon. Trong đây nó có dầu và độ béo luôn nha. Rồi mình sẽ cho một muỗng canh vào đây. Thì các bạn sẽ múc muỗng như thế này, các bạn sẽ cho vào cái nồi và mình sẽ cho bắp vào đây luôn nha. Rồi bây giờ thì các bạn mình sẽ bắt lửa lên cho cái phần bơ này nó tan chảy ra. Đó, thì mình cho bơ vào đây nha. Đó, từ từ nó sẽ tan ra bơ và nó sẽ có độ dầu ở trong cái bơ này nè các bạn. Mình khỏi cần để dầu ăn vô. Rồi các bạn sẽ cho 100g bắp vào đây luôn. Đó. Thì các bạn sẽ bật lửa lên cho nó nóng, cái phần bơ này tan chảy ra và từ từ nó sẽ thấm vào cái hộp bắp của mình nè các bạn. Đó, tiếp tiên thì mình sẽ rang qua rang lại cho bơ và cái độ nóng á thấm đều nha. Rồi các bạn sẽ rang qua rang lại, khi mà dầu của mình nó nóng lên và nó nở một hai hộp á thì bắt đầu mình sẽ cho đường vào đây và mình sẽ lắc. Đảm bảo các bạn làm theo cách này thì không bao giờ nó bị khét luôn. Mà các bạn nhớ là mình lấy cái nồi này phải cái đáy nó cho nó dày và đừng lấy nồi mỏng nha các bạn. Đó, mình tan ra bắt đầu dầu này nè, bơ nó tan ra, đầu nó thấm vào hộp bắp mình, nó sẽ nổ lên. Các bạn bây giờ đường thì bắt đầu mình sẽ bỏ vào những cái hộp bắp nè. Mình sẽ bỏ vào đây rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Đó, bây giờ nó đã nổ hay hơi mình sẽ đậy nắp lại. Các bạn nhớ là mình đậy nắp rồi mà các bạn sẽ dặn lửa nhỏ từ từ đó, cho cái độ nóng nó sẽ đều cái nổ hạt bắp ra nha các bạn. Và khi nó nổ thì các bạn nhớ là mình cầm cái nồi các bạn xóc như thế này cho đường và bơ nó đều với nhau nha các bạn. Nhớ là mình cầm cái nồi lên và các bạn sẽ xóc như thế này. Các bạn bắt đầu bắp nó nổ, các bạn nghe đã lô ta luôn nè, nó nổ nha, đã không, bắp giống như pháo mà nổ vậy đó các bạn. Đó, bọc luôn. Đó, thì các bạn nhớ là mình cái nồi các bạn xốc cho nó đều nha các bạn. Đã lô ta ha các bạn. Nhớ là mình dặn lửa nhỏ thôi nha, mình cho từ từ cho nó nóng, nhiệt độ lên đó là nó sẽ nổ bắp đều như thế này nè, ra cái hộp bắp mình sẽ được ngon. Ôi ơi, cái mùi bắp nó rất là thơm luôn các bạn ơi, mùi bơ của nó bay ra các bạn. Khi nào mà các bạn nghe nó hết nổ thì các bạn sẽ tắt lửa rồi mình sẽ mở nắp ra khoảng 1-2 phút gì đó cho nó nguội hẳn hơi, rồi mình sẽ gắp cái bột trà xanh vào đây là thì các bạn sẽ được món bắp rang bơ lắc trà xanh nha các bạn. Đó, cái tiếng nó rang hết rồi nè các bạn ơi. Đó, với 100g thì mình được một cái nồi bắp như thế này nè, rất là ngon và thơm đó. Rồi bắt đầu nó hết tiếng nó nghe các bạn, bây giờ mình sẽ tắt lửa. Wow, một cái nồi bắp rất là thơm nha các bạn.
Quá thơm luôn, bắp nở rất là đều và đường bơ rồi nó áo phía bên ngoài nè, nó đều nó không có bị khét luôn nha các bạn. Đó. Rất là thơm ngon. Bây giờ mình mở ra một hai phút bắt đầu mình để cho nó nguội hơi hơi đó, mình sẽ bỏ cái bầu bột trà xanh vào đây và mình sẽ trộn đều lên, hoặc các bạn bỏ vô cái hộp các bạn lắc cũng được nữa. Đó. Các bạn thấy rất là ngon không? Một nồi bắp khổng lồ luôn. Bây giờ mình sẽ để một phút nha. Đó, sau khi mình đã chôm chế cái nồi ra, một thao bắp luôn các bạn, chỉ cần 100 gram. Bây giờ mình lấy cái bột trà xanh của mình nè, các bạn rải vô rồi mình lắc lên đều là mình được một món bắp rang bơ lắc trà xanh rất là ngon và thơm nữa. Đó, vừa thơm bơ và lại thơm trà xanh nữa. Các bạn nào mà tính đồ mà thích trà xanh á thì các bạn ăn rất là thích luôn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên, nó còn nóng ấm ấm thì hơi như thế này nè, các bạn sẽ rắc vô bắp của mình á, nó thấm và nó thơm. Wow, mình được một thao bắp rất khổng lồ đó các bạn, bắp trà xanh nha. Đó. Rồi cái món bắp của mình đến đây cũng xin kết thúc. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cho mình mấy phút qua làm cái món bắp rang bơ lắc trà xanh này nè các bạn. Nếu các bạn thấy hay á, thì các bạn xin cho mình một like và nhấn nút đăng ký. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều để theo dõi video của mình. Bây giờ mình đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Ăn ngay, chào các bạn.